chào các bạn đã đến với nhà của tôi. Thì vlog mình quay về room tour thì mình sẽ quay sau, nhưng mà hôm nay á thì mình sẽ làm một cái vlog nói về mua máy vi tính ở Hàn Quốc như thế nào. Thì tại vì mình dạo này mình cũng hay xài laptop nhiều, nhưng mà laptop thì nó yếu, chạy nó không có mạnh để mà có thể làm edit video cho các bạn xem được. Cho nên hôm nay mình đã mua một bộ dàn máy vi tính rất là xịn ở Hàn Quốc. Nói chung không xịn lắm, nhưng mà mình nói xịn cho nó sang mỏ thôi. Thì hôm nay có cái gì hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem thử. Và ở Hàn Quốc thì mua mấy cái dàn máy như thế nào á thì mình cũng giới thiệu cho các bạn luôn ha. Và bây giờ mình sẽ quay mấy cái dây nha. Chào tôi chị Idon à. Bali. Hôm nay mình đã mời một con heo. Đây là Hàn Quốc Tê Chi. Thì hôm nay bạn heo Hàn Quốc này, bạn này không muốn lên TV nên là ôi của ẩm bùi rồi trong mà bạn này sẽ giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay. Chi chắc đi con mùi đó mùi lâu thế à. Cái này bạn này nói là cái này không biết cũng không sao hết á, chỉ có mùi lâu thôi thế à. Cái này có cánh quạt, cái quạt để ấy gió các bạn. Cái tôm cái này thì có mùi đó mùi lâu thế à. Bạn này kêu cái này không biết cũng không sao, mình cũng không cần biết. Thì mình chỉ quan trọng là mấy cái dây cáp đây không sao. Đây thì các bạn thấy cái này là ổ cứng SSD, bộ nhớ SSD của nó 120GB SSD của Samsung. Cái này nghe nó xịn với mắt lắm. Chỉ có pizza. Anh cũng không có được. À cái đấy. Sẽ là con 860. Ừ. 850. À cái này là đời cũ hơn đời mới. Đời mới ra là 860, đời 850. Thì đi rồi mà. Cứ nhau mò đi. Ồ. Tại vì cái này là mình đa số mình mua đồ cũ hết các bạn. Có những cái mình mua mới nhưng mà cái này thì mình mua cũ. Cái cũ này thì khoảng 30.000 won. Tại vì mình mua đồ cũ cho nó rẻ đó các bạn. Tiếp theo nữa thì cái này mới là cái đồ mới mình mua nè. Cái này mới quan trọng này. Đấy, cái này là đi con mũi á. Nó cứ ngồi nói là không biết cũng được không à. Đây thì cái này là mình mua. Cổi mà nhớ chị. À gì có ê, cái này là mình nói mình mua 60.000 won. Thì các bạn cái giá tiền ấy, các bạn hỏi bao nhiêu á thì các bạn nên nhớ Dục sắm. Thì cái giá tiền thì các bạn cứ nhân lên cho 20 đi rồi ra tiền Việt Nam nha. Thì ví dụ như cái này 60.000 won là cái này thôi nè, là cái mặt chính á. Mình không biết cái rành về máy tính lắm, mình chỉ biết cái chip xử lý đồ này nọ thôi. Thì cái này là khoảng 60.000 won là khoảng 1.2 triệu. Cái này là cái chip chip này thì nó chắc cái này ở Việt Nam nó không có nổi tiếng lắm, nhưng mà chip này tên là Ryzen đấy. Thì cái chip này nó Ryzen đấy. Thì cái chip này mình cũng rành nhưng mà chỉ rành với Intel thôi, nhưng mà người ta nói là cái chip này nó bằng với chip core Intel i5 ấy, đời thứ 8 đấy. Còn cái này là bộ RAM này RAM 4GB đấy. Thì nói chung là cái này là 60.000 won, cái này là 60.000 won, cái này là 30.000 won. Đây các bạn ơi, cái này thì chắc không có giá trị gì lắm đâu. Và đây là dây vợ. Tiếp theo là các bạn phải mua cái thùng máy nha các bạn. Cái thùng máy là mình là mua cũ. Nói chung là mấy cái này thì mình mới mua mới thôi. Còn cái này là mình mua cũ. Đấy, mấy cái gì mà cũ thì thằng này nó có nè. Đó thì nó sẽ cho mình. Còn không có thì mình phải đi mua. Thì cái này mình mua cũ nhưng mà cái thùng này cũng rất là đẹp. Thì nó sáng lên hai cánh quạt cho các bạn xem. Mặc dù là cũ nhưng mà người ta vẫn còn dán cái bịch ni lông này nè các bạn. Thằng quỷ này. Đấy, thì cái thùng này thì giá 20.000 won là khoảng 400.000 Việt Nam ấy. Nhưng mà nó trong suốt cho mình. Kính, trời ơi, đẹp lắm. Chết mẹ rồi. Ủa máy tính gì đâu, không có màn hình. Chết mẹ rồi. Ấy da. Chắc là mình quên mình chưa mua cái màn hình nữa. Bây giờ, chắc mình phải đi coi cái màn hình sao. Mình đi mua cái màn hình với là như là thiếu con chuột với cái phím, bàn phím đó. Bây giờ mình sẽ đi mua, xin lỗi các bạn. Mình mua xong mình sẽ lắp cho các bạn xem nha. Thì nói chung nguyên cái này cơm trong ngồi mai hết đó. Ừ. Là chiếu Hàn Quốc đang tính tiền. Lấy nét cái mặt này, đừng có nét cái nền. Nhưng cái con này là chung có sao. Ừ. Thông cái đó 2만 원. Ừ. 2만 원, 3만 원, 5만 원. Ừ. 7 10. Ừ. 16 22.
Nói chung là khoảng là mình mua khoảng 220.000 won, là mấy cái nãy giờ mình đang giới thiệu cho các bạn, có cái màn hình với cái mà bàn phím mình nói sau, thì giá là khoảng 220.000 won, là khoảng 4 triệu mấy Việt Nam rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi mua cái màn hình nha. Thì nói chung các bạn nên mua đồ cũ ở Hàn Quốc thì nó cũng khá là rẻ, thì các bạn có thể lên những cái trang mua đồ cũ ở Hàn Quốc á. Tốt nhất các bạn nên nhờ mấy bạn người Hàn Quốc đi, người ta mua giùm, chứ các bạn là người Việt, các bạn chưa có ở đây lâu thì các bạn cũng không quen mua đồ cũ đâu, đặc biệt là mình cũng chẳng biết mua sao hết đó, cho nên mình nhờ cái thằng đầu heo này, đầu heo đấy, thế nên đầu heo sẽ giúp mình mua ngày hôm nay. Giờ mình sẽ đi mua mấy cái màn hình nhé, bye bye. Và bây giờ mình đang ở tàu điện ngầm để mua cái tivi này. Và đây là đồ cũ các bạn ạ, chứ không phải đồ mới. Thì cái giá này ở ngoài là khoảng 95 hoặc là 100.000 won ấy, nhưng mà mình mua lại của cái thằng ông nãy đấy thì nó bán với giá 50.000 won, nghĩa là khoảng 1 triệu Việt Nam ấy. Là cái này đây đấy, bây giờ mình phải về nhà lắp lại. Tấn tâm Giang sản Giang sản Giang sản. Bây giờ đang rất là lạnh, nhưng mà chạy ra ngoài đường mà đi mua cái tivi rồi đi về rồi nghe nó. Bây giờ thì mình sẽ đi mua thêm cái bàn phím nữa, tại vì ở nhà không có bàn phím. Trời không ai, cái đồ không ai luôn các bạn, tại vì trời lạnh quá, trời lạnh không ai ra ngoài đường hết á. Mà nói chung đó thì mình cũng muốn mua một cái tivi, nói chung mình cũng tính đi mượn thằng bạn mình, tại vì thằng bạn mình nó có một cái tivi, nó kêu nó không xài, tính cho mình mượn, nhưng mà thôi mình đi mua lại cái khác luôn đi. Chứ là chưa hôm bữa vừa nhắn nó hỏi cho tao mượn cái tivi lại, nhưng kêu thôi tao đang xài mẹ, xin lỗi chửi bậy. Nhưng mà các bạn mấy cái đứa mà hai mặt nhẹ thì nó mới cho có cái tivi là ghê, bây giờ phải mua cái mới. Bây giờ mình sẽ mua thêm cái bàn phím nữa, bây giờ mình sẽ về nhà lắp cho các bạn xem đây. Và mình đã đi mua xong cái bàn phím. Thì cái bàn phím mình mua ở trong này này các bạn, đây là Daiso. Ở đây Daiso chỗ này bán rất là nhiều đồ rẻ, đủ thứ đồ các bạn. Các bạn mua đây các bạn có thể thấy nhiều thứ. Thì mình mua được cái bàn phím này. Đây cái bàn phím này các bạn có thể thấy. Cái bàn phím này cũng không phải xịn gì lắm, nhưng mà mình thấy văn phòng người ta hay xài, nhưng trường mình cũng hay xài cái này. Cái này có giá 5.000 won thôi, cũng hơi rẻ, khoảng 100.000 Việt Nam ấy. Thì bây giờ sẽ về nhà thôi, mệt quá rồi, trời ơi đi đến tụng tối khuya như thế này luôn này các bạn. Ê, bây giờ mình về nhà đây. Mình đã mua xong rồi, đây là cái màn hình nè, TV 25 inch. Chỉ có bùi ớt. Ấn. Thở đâu rồi sao? Ấn bùi ớt. À, thì cái này là cái màn hình này mình mới đi mua đó các bạn. Cái màn hình này thì mua giá 50.000 won, là 1 triệu Việt Nam ấy. Còn giá gốc thì khoảng 90 mấy nghìn won, nhưng mà tại vì thằng đó nó mua xong nó bán lại. Dây mơ để má nè. Cái này thì không có sao. Đây là dây cáp. Tiếp theo là cái tivi. Anh nhắc mà này. Chù chà. Oh, wow, rất là nhỏ các bạn, nói chung màn hình này chỉ độ 24 inch thôi, nhưng mà nhìn cũng cute te, không ai que quá. Đấy, đây là cái màn hình quý giá. Wow, nói chung là vẫn còn cái ni lông này các bạn thấy không? Cái ni lông vẫn còn đây luôn, mới toan luôn. Nói chung màn hình này LED, màn hình LED thì nghe đồn nó đẹp hơn màn hình LCD, mình nghe nói cái thằng đang cầm máy nói như vậy đó. Còn nó đẹp như thế nào mình cũng không biết. Thì nói chung màn hình này cũng khá là mỏng, khá là đẹp. Đấy, đây là cái màn hình nha các bạn. Wow, cái gì con giấy nè. 요즘에 그게 거의 없어. 요즘 거. 요즘에 người ta làm mất cái này luôn bây rồi, nhưng mà mấy cái này đời nó đời mới đời cũ. Còn chê chê chui đúng nè, đang chọc kìa. Rồi bỏ này qua bên. Tiếp theo là cái bàn phím siêu rẻ 5.000 won, là 100.000 Việt Nam đây các bạn. Mình thì mình thích cái bàn phím mà nó sáng màu lên để mà như là bàn phím game thủ ấy, nhưng mà không có mua kịp, với lại cũng không có chuẩn bị tiền kịp. Nói chung thì nó cũng khoảng mười mấy nghìn won thôi nếu là bàn phím thường, mà tại vì mình vô Daiso, Daiso nó chỉ có đúng là bàn phím này thôi. Ây da, cái này thì cái bàn phím này nói chung cũng không có đẹp lắm đâu, nói chung giống mình phím bình thường mà mua ở nhà thôi đấy. Ta ta, bàn phím. Và mình thích những cái bàn phím nó làm
gọn hết em. Hình danh nè. Ở đây các bạn phím tiếng Hàn các bạn thấy không? À ta ra ma ba sa. Đấy thì này mới sản xuất. Dạ, ship pain. Siwei. Đấy, bây giờ mình sẽ kêu thằng heo này nó sẽ lắp máy tính cho mình. Ok. Bây giờ là thằng heo nó đang sẽ lắp ráp cho nó. Nói chung không phải đa số đứa nào học ở Hàn Quốc hay người Hàn đều biết lắp máy tính đâu các bạn. Mà thằng này nó ngồi nó cũng học về ngành, nó học là ngành cơ khí điện tử kiểu như vậy đó, ngành mà kỹ thuật đấy, cho nên nó biết lắp mấy cái này. Nói chung là mình hỏi nó là đứa Hàn Quốc nào cũng biết lắp ha, thì nó kêu không. Tại vì nó đã học thử trên mạng rồi, nó coi này nọ xong bây giờ nó biết lắp. Nói chung là chơi là phải chơi mấy đứa như vậy chứ đừng có chơi mấy đứa mà không có biết lắp máy tính nha các bạn. Nhưng mà nói chung là nó không có quan trọng bằng quan trọng cái việc là mình đã mua một cái này. Lúc mà mình đi ở siêu thị thì cái máy này á là các bạn hỏi, nếu mà các bạn hỏi máy gì á thì đây là cái máy sưởi. Tại vì cái nhà mình á mình lắp cái gì nè, cái nhà sưởi, mấy cái nhà sưởi như mình nó lên, nhưng mà tại vì cái cửa nó bị hở đó các bạn, cho nên là nó bị lạnh á, cho nên là dù có mở đèn mở sưởi dưới đất lên vậy nhưng mà nó cũng không có lạnh được cái nhà, mà gió thổi vào cho nên là cái nhà nó lạnh riết à. Đấy, à chắn là bấm cái nhà chứ ngồi sao nó lạnh. Thì bây giờ mình sẽ khui thử cái này ra. Thì cái này á mình mua thì các bạn thấy nè, giá là 19.000 won, thấy không? Đấy, nhưng mà lúc mà mình mua thì được giảm giá là còn khoảng có 10.000 won à, là giảm được một nửa giá đó. Thì cái máy nó biết xịn hay sao, mình mở ra mình coi thử nha. Các bạn đợi mình tí xíu. Cái gì? Dạ, sau khi em đã đập xong chiếc máy sửa ngày hôm nay, mình sẽ mở nút on thử nha. Mở đây. Tại sao gì? Tại sao lại không lên? Vé? Vé? À, nè các bạn ở đang đỏ nè, trời ơi, này để nướng gà nè, nướng gà. Nói chung là bây giờ lắp xong rồi. Lắp xong rồi dùng ở đây các bạn ơi, đây. Nói chung lên ghép mấy thanh RAM đồ này nọ rồi vô đi hết rồi. Đấy thì bây giờ ổng sẽ bắt đầu ổng ngồi ổng bỏ lại những vô cái mấy cái hộp này nè, kiểu như là đồ đâu để nguyên lại cái hộp đó, sau này nếu mà các bạn có đem bán á thì nó còn có giá, đúng không? Bán lại đó. Nên là người Hàn Quốc người ta hay làm vậy lắm, để người ta gọi là bán đồ cũ đó các bạn. Đấy, và bây giờ thì sẽ lắp tiếp vô cái thùng kia, cái thùng này nè. Thùng này cũng đẹp ghê. Đấy, thì bây giờ ông sẽ lắp vô cái thùng. Thì bây giờ đã lắp xong rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình đã lắp xong rồi các bạn, các bạn thấy cho mình này. Tại vì nó đi mua nhưng mà nó mua cái thằng kia nó ngu quá, nó không đem cho mấy cọc ốc vít, cho nên là phải ngồi để tạm ở trong đây như thế này, rất là gớm. Bây giờ mình sẽ mở ra thử nha. Ở đây có đèn sáng này các bạn. Mặc dù cái này có 400.000 nè, 400.000 Việt Nam thôi, nhưng mà ở đây có cái đèn sáng đẹp ghê chứ. Ôi ôi cha ma ơi. Wow, ở đây sáng này các bạn. Wow, đẹp tuyệt vời. Wow. 근데 별로 티 안 나네. 어, 티 안 나네. Cái này lúc mình mua nó kêu là có một cái điểm nó bị ấy chỗ này nè. Bây giờ mình đã lắp xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ để ở ngay cái chỗ cửa nhà như thế này. Là cái nhà vô dép á. Cái cửa nhà ở đây. Còn ở đây là cái cái máy vi tính thế nhỉ, cái lưu gì không. Nhà hơi bừa bộn xíu nha. Đây, mở cho mọi người coi. Là cái máy vi tính. Đây, cửa của nhà. Xong rồi cái máy vi tính. Xong tiếp theo là cái giường. Đúng các bạn biết tại sao mình lại để cái máy vi tính ở đây. Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn biết nè. Ta-da. Và sau khi đã lắp xong thì các bạn thấy rất là đẹp luôn, đúng không? Thì đây có tổng cộng là 4 cái tản nhiệt, 1-2 cái này, một cái nằm bên trong, các bạn thấy không? Wow, cái này nó thiết kế mà kiểu như là nó để cho thấy được cái phần bên trong linh kiện rất là đẹp quá. Nhưng mà tại vì thằng quỷ nó bán, nó không có chịu đem ốc, cho nên là sâu nhìn rất là gớm. Nhưng mà khi nào có ốc thì lắp lại đàng hoàng. Còn bây giờ là đây là cái chỗ này cũng có chỗ tản nhiệt riêng nè. Đấy, thì bây giờ nguyên cái chỗ này thì mình sẽ để ở đây. Và để làm gì thì bây giờ mình sẽ coi phim. Và coi phim như thế nào thì các bạn cùng coi nè. Ta-da. Và đây là cái khung cảnh mình muốn nhất. Đó là mình được nằm trong một ngôi nhà nhìn rất ấm.